Trình Lúc đầu bày con biết rồi nhưng mà E là gì của thằng này? Dung gấp. Chung chung Trung điểm trước, E là chung điểm. Được chưa? Rồi C, E cắt đường tròn tại đâu? Tại F chứng minh B, F song song với gì? M, M, A. Thứ nhất chốt E là gì của thằng này? Dung gấp. E là gì? Tôi đường nói E kè. Thôi. E, E. Chung điểm. Ừ. Vậy cái đường này đón liền. Đường vuông, cao. Vuông góc, đường cao. Tự làm được. Để từ đó suy ra tứ giác này như thế nào? Nội tiếp đường, nội tiếp tròn. Đường tròn. Ok. Ok. Góc này với góc này như thế nào? Đối đỉnh. Bằng nhau, đối đỉnh. Góc này với góc này như thế nào? Bằng nhau, cùng chắn cung gì? Kéo dài ra thấy. Thấy chưa? OM. OM đâu? AMC. CM. Được chưa? Góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, suy ra hai góc này như thế nào? Bằng nhau. Nhau tiếp tục để chứng minh cái góc này bằng góc này tiếp. Thấy góc O lớn đây chưa? Góc ở gì? Góc ở tâm. Như thế nào so với này? Hai lần hay nói nôm na góc này bằng góc này chia. Chia 2. Mà góc O1 cũng bằng góc này chia. Chia 2. Chia 2 suy ra hai góc này như thế nào? Bằng nhau. Suy ra hai góc này như thế nào? Bằng nhau. Suy ra vị trí gì? So le suy ra song song, hiểu không? Hiểu rồi.